Xin chào các bạn đến với chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật của Đài Phát thanh Nhật Bản NHK. Hôm nay, chúng ta sẽ cùng bắt đầu bộ giáo trình mới. Tôi là Ngọc Hà. Còn tôi là Thu Hà. Rất vui được đồng hành với các bạn để cùng học tiếng Nhật và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản. Nhân vật chính của chương trình là chị Anna, một du học sinh người Thái Lan. Chị rất thích truyện tranh manga của Nhật Bản. Chị Anna học tại khoa tiếng Nhật của một trường đại học ở Bangkok. Khi học ở đó, chị đã có thể sử dụng tiếng Nhật trong các cuộc hội thoại đơn giản. Nhưng chị muốn học tiếng Nhật ngay tại Nhật Bản, vì thế đã sang học tại một trường đại học ở Tokyo trong một năm. Ở bài 1, chị Anna lần đầu tiên gặp chị Sakura, sinh viên hướng dẫn chị Anna tại trường. Sinh viên hướng dẫn là những sinh viên người Nhật giúp đỡ các du học sinh nước ngoài trong học tập cũng như đời sống hàng ngày. Chị Sakura đang học để trở thành giáo viên dạy tiếng Nhật. Sau đây, mời các bạn nghe đoạn hội thoại của bài 1. Mẫu câu chính của bài hôm nay là Watashi wa Anna desu. Tôi là Anna. Hajimemashite. Watashi wa Anna desu. Hajimemashite. Sakura desu. よろしくお願いします。こちらこそ。Bây giờ, chúng ta cùng tìm hiểu đoạn hội thoại. Chị Anna nói: はじめまして。Xin chào. Đây là câu chào thông thường khi lần đầu tiên gặp ai đó. Khi một người chào bạn, はじめまして。Thì bạn cũng sẽ chào lại. はじめまして。私はアンナです。Tôi là Anna. Đây là mẫu câu chính của bài hôm nay. Watashi là tôi. Wa là trợ từ để biểu thị rằng danh từ đứng trước nó là chủ đề của câu. Chủ đề ở đây nghĩa là như thế nào ạ? Đó là chủ đề của hội thoại, là điều bạn đang nói đến ạ. Chủ đề có thể là chủ ngữ trong câu hoặc có thể không phải là chủ ngữ. Trong câu này thì watashi nghĩa là tôi, vừa là chủ đề vừa là chủ ngữ. Anna là Anna. Khi muốn nói danh từ A là danh từ B, ví dụ như tôi là Anna, thì thêm des sau danh từ B. B thêm des thành vị ngữ. Như vậy, câu A là B nói là A wa B des. Như vậy là khi giới thiệu bản thân, tôi sẽ nói là Hajimemashite, watashi wa Ha desu. Có phải không ạ? Vâng, đúng rồi đấy ạ. Các bạn hãy làm như chị Thu Hà và tập giới thiệu tên mình nhé. Sau khi nghe chị Anna nói, thì chị Sakura đáp. Hajimemashite, Sakura desu. Chắc là rồi các bạn đã biết nghĩa của câu vừa rồi, phải không ạ? Xin chào, tôi là Sakura. Nhưng mà chị Ngọc Hà này, tại sao chị Sakura không nói cả watashi wa? Sao không phải là watashi wa Sakura desu? Tức là tôi là Sakura. À vâng, ở trong tiếng Nhật thì thường bỏ chủ đề hoặc là chủ ngữ đi nếu như trong ngữ cảnh đó đã biết rõ chủ đề hay chủ ngữ là gì rồi. Ở đây, rõ ràng người đang nói là chị Sakura. Vì thế, trong câu này sẽ tự nhiên hơn nếu không nói watashi wa. Nếu thường xuyên nói watashi wa khi không cần thiết thì có thể người khác sẽ nghĩ là bạn quá nhấn mạnh bản thân mình. Trong văn hóa Nhật Bản thì điều này được cho là không hay lắm ạ. Hóa ra là như vậy. Vậy thì tôi sẽ chú ý để không nói watashi wa quá thường xuyên. Dạ vâng. Tiếp theo, chị Anna nói. Yoroshiku onegaishimasu. Yoroshiku onegaishimasu. Được dùng khi giới thiệu bản thân với ý là rất hân hạnh được làm quen. Còn dịch theo nghĩa đen thì câu này có nghĩa là tôi mong là chúng ta sẽ có quan hệ tốt. Cũng có thể nói câu này như câu kết thúc khi nhờ ai đó làm việc gì cho mình, với ý là mong anh chị giúp đỡ. Chúng ta sẽ thường xuyên sử dụng câu này, có phải không ạ? Vâng. Bây giờ chúng ta nghe lại câu này thật chậm để các bạn luyện phát âm nhé. よろしくお願いします。Tiếp theo, chị Sakura đáp lời. こちらこそ。こちらこそ。Nghĩa là tôi cũng rất hân hạnh được gặp chị. Dịch đúng nghĩa đen thì là chính tôi mới phải là người nói như vậy. Bây giờ chúng ta cùng nghe lại đoạn hội thoại của bài 1. Mẫu câu chính của bài hôm nay là
私はアンナです。Tôi là Anna. はじめまして。私はアンナです。はじめまして。さくらです。よろしくお願いします。こちらこそ。Tiếp theo là mục Thưa cô em hỏi. Cố vấn của chương trình, Phó giáo sư Tokunaga Akane giải thích kỹ hơn về những điểm quan trọng của bài học. Cô đã dạy tiếng Nhật trong hơn 20 năm qua. Hôm nay, cô sẽ nói về hệ thống chữ viết tiếng Nhật. 私が教えましょう。Cô nói như sau. Tiếng Nhật có 3 loại chữ, mỗi loại có một vai trò riêng. Trong câu 私はアンナです Tôi là Anna. Danh từ để chỉ tôi, watashi, được viết bằng chữ kanji, tức là chữ Hán. Wa, des và các phần khác có chức năng ngữ pháp được viết bằng chữ hiragana. Động từ và tính từ được viết bằng cả chữ kanji và hiragana. Các từ có nguồn gốc nước ngoài hoặc tên người nước ngoài, ví dụ như Anna, được viết bằng chữ katakana. Hiragana và katakana là chữ biểu âm, mỗi chữ thể hiện một âm tiết. Tiếng Nhật có 5 nguyên âm A, I, U, E, O và 9 phụ âm. Trong tiếng Nhật, mỗi một nguyên âm và tổ hợp một phụ âm và một nguyên âm tạo nên một âm tiết. Ngoài ra còn có chữ M. Các bạn hãy thử viết tên mình bằng tiếng Nhật bằng cách sử dụng các bảng chữ cái tiếng Nhật in trong giáo trình hoặc đăng trên trang web của chương trình nhé. Vừa rồi là mục Thưa cô em hỏi. Tiếp theo là mục Từ tượng thanh và tượng hình. À, chị Thu Hà này, chị thử ví dụ một từ tượng thanh hay tượng hình trong tiếng Việt được không ạ? Vâng, ví dụ như là o o o để chỉ tiếng gà gáy chẳng hạn, có đúng không ạ? À, đúng rồi. À, còn trong tiếng Nhật, từ để chỉ tiếng gà gáy là kokekoko. Những từ như thế này làm người ta liên tưởng đến một tiếng động, giọng nói hay là hình thái nào đó. À, tiếng Nhật được cho là có nhiều từ tượng thanh và tượng hình đấy ạ. À, những từ này thì cũng hay xuất hiện ở trong truyện tranh, có phải không ạ? Vâng, vì thế trong chương trình này chúng ta sẽ học nhiều từ tượng thanh và tượng hình. Từ mà chúng ta học ngày hôm nay để diễn tả âm thanh này, mời các bạn nghe nhé. Âm thanh này là gì? Chị Thu Hà có đoán được không ạ? Nghe như là ai đó gõ trống, có phải không ạ? Vâng, đúng rồi đấy ạ. Đây là âm thanh khi vỗ một nhạc cụ thuộc bộ gõ của Nhật Bản, một loại trống nhỏ đặt trên vai ạ. Từ tượng thanh để chỉ âm thanh này là pom. Ra là vậy. Pom được dùng trong nhiều trường hợp khác nhau, ví dụ như khi tôi vỗ nhẹ lên vai chị, hay là tiếng bỏng ngô nổ cũng là pom. Hay quá, lần đầu tiên tôi được biết đấy ạ. Còn các bạn thì sao ạ? Các bạn có thấy thú vị không? Hãy tiếp tục theo dõi chương trình của chúng tôi để học thêm nhiều từ tượng thanh và tượng hình trong tiếng Nhật nhé. Vừa rồi là phần từ tượng thanh và tượng hình. Hôm nay chúng ta đã học từ pom. Trước khi kết thúc bài học là mục tâm sự của Anna. Chị Anna nghĩ lại những sự kiện trong ngày và tâm sự như sau. Hôm nay khi mọi người chào nhau, họ đều cúi chào chứ không bắt tay, giống như là ở Thái Lan vậy. Các bạn thân mến, các bạn vừa theo dõi bài 1 của chương trình Cùng nhau học tiếng Nhật phiên bản mới. Các bạn thấy thế nào ạ? Xin hãy đừng quên mẫu câu chính của bài hôm nay. 私はアンナです. Tôi là Anna. Các bạn hãy tiếp tục cùng chúng tôi học tiếng Nhật và tìm hiểu văn hóa Nhật Bản nhé. Sayonara!